Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua hàng loạt những khó khăn, đặc biệt là do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai đã thực sự thích ứng được với biến đổi mạnh mẽ của cơ chế thị trường, biến những tiềm năng lợi thế của Lào Cai trở thành những dự án khả thi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung này sẽ được đề cập đến sau phần điểm những thông tin nổi bật về Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 17 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân. Đẩy mạnh phục hồi kinh tế xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 1 năm 2021 để giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách với kịch bản tối thiểu đạt 10.500 tỷ đồng năm 2022. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã ban hành nghị quyết thành lập Sở Du lịch Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, Sở Du lịch Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của sở gồm một giám đốc, không quá hai phó giám đốc, dự kiến biên chế gồm 60 công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Việc thành lập Sở Du lịch Lào Cai được đánh giá là cần thiết, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn, góp phần từng bước khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch, sớm đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của vùng, quốc gia và mang tầm quốc tế. Cả nước hiện có 12 địa phương thành lập sở du lịch trên cơ sở chia tách từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu đại diện 36 doanh nghiệp vào Ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đã chủ động kiến nghị đề xuất nhiều vấn đề mang tính thực tiễn để tỉnh bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp, thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh. Với sự cố gắng nỗ lực vượt khó, đặc biệt do sự ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong Hiệp hội vẫn luôn năng động duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động. Hàng năm nộp ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tích cực đóng góp ủng hộ vào các chương trình an sinh xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, khi các doanh nghiệp, doanh nhân đồng thuận, thì tỉnh cũng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung. Tại đại hội đã bầu ông Nguyễn Huy Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Các doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã phát động ủng hộ Tết vì người nghèo được hơn 1,2 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua hàng loạt những khó khăn, đặc biệt là do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai đã thực sự thích ứng được với biến đổi mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Hơn 200 doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiệp hội đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, biến những tiềm năng lợi thế của Lào Cai trở thành những dự án khả thi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần quan trọng đưa Lào Cai trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, một cầu nối năng động hiệu quả của đất nước trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là những hình ảnh về cuộc làm việc giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai với Hiệp hội Doanh nghiệp Dân doanh tỉnh Vân Nam Trung Quốc vừa được tổ chức trong tháng 5 vừa qua. Một thỏa thuận khung trong hợp tác được ký kết, mở ra triển vọng mới trong hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Hoạt động này chỉ là một trong nhiều minh chứng sống động thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai được phát huy trong bối cảnh mới. Đối với tỉnh Lào Cai, phải nói rằng là qua các nhiệm kỳ thì cũng luôn quan tâm đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, thể hiện rất rõ
đó là doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển. Đối với các doanh nghiệp thì cũng luôn đoàn kết, đồng thuận thế và cùng nhau phát huy được những cái tiềm năng lợi thế của mình thế và tranh thủ những cái cơ hội của những cái thời cơ để phát triển sản xuất kinh doanh. Khi mà hoạt động thì đã chia ra được các ngành nghề để làm sao mà trong các nhóm ngành nghề đấy thì tương đồng để cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái thành công để và sau đó thì cùng nhau triển khai các hoạt động trong cái lĩnh vực của mình. Ngay sau đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ 2 được tổ chức vào năm 2016. Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai với 30 thành viên đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động, đồng thời thành lập các ban chuyên môn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là tổ chức đại diện và giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp địa phương với các cơ quan nhà nước, từ đó tạo ra môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đã tập trung cho vay các dự án lớn và các trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các dự án là tiềm năng thế mạnh của tỉnh, ví dụ như là sản xuất thép, ngành thủy điện, và cho vay các dự án khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất tại các khu công nghiệp. Với chủ trương nhất quán, doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển, và cũng để tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập 5 khối thi đua trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, tương ứng với đặc thù ngành nghề hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bao gồm khối thi đua xây dựng cơ bản, khối sản xuất công nghiệp, khối dịch vụ 1, khối dịch vụ 2, khối công nghiệp tăng lỏng. Với mỗi doanh nghiệp trong khối thi đua, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mình, đều đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề và các đợt thi đua đặc biệt, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh làm trọng tâm, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để nuôi dưỡng, phát triển phong trào thi đua, từ đó mang đến chuyển biến quan trọng về nhận thức, lan tỏa tới mọi người lao động trong doanh nghiệp. Và trong ngôi nhà chung của Hiệp hội Doanh nghiệp thì tôi thấy là các anh chị trong ban chấp hành thì luôn giữ được cái vai trò của những người anh, người chị đi trước, đặc biệt là kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền. Cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành. Cùng với đó là áp lực khi kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương như Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực Châu Á. Các hiệp định này dự báo sẽ có tác động rất lớn tới nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp và toàn xã hội. Điều đó đòi hỏi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cộng đồng doanh nghiệp thì vẫn là sáng tạo nhất, và trong thực tiễn đặt ra thì xuất phát từ thực tiễn thì Hiệp hội Doanh nghiệp là truyền tải những cái ý kiến, những cái nội dung, những cái mà từ thực tiễn, những cái khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, và từ đó thì kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền mà trực tiếp là tỉnh Lào Cai, và thông qua tỉnh Lào Cai để tập hợp để chúng ta có những cái thay đổi về thể chế để theo cái hướng là làm sao để chúng ta có cái sự phát triển chung. Tỉnh Lào Cai hiện nay đang tập trung về chuyển đổi số, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thì cũng tận dụng cái cơ hội này để chúng ta thực hiện cái việc là công cuộc chuyển đổi số để làm sao cho doanh nghiệp thực sự là nắm bắt được những cái cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 đem lại. 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, đặc biệt là 5 năm gian khó vừa qua là quãng thời gian đủ để xã hội có sự nhìn nhận đánh giá khách quan về những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nói chung, mỗi doanh nghiệp doanh nhân. Với hiệu quả hoạt động đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực sự trở thành mái nhà chung, tập hợp, quy tụ, đoàn kết các doanh nghiệp cùng phát triển, đóng góp tích cực vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, dựng xây vùng đất địa đầu biên giới Lào Cai ngày càng phát triển phồn vinh. Chuyên mục Doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.